Chào các bạn đã đến với video tiếp theo của chúng tôi. Chúng ta sẽ tìm hiểu về vấn đề Israel tiếp tục bị tấn công, xuất hiện một kẻ thù mới của Israel. Nào chúng ta cùng bắt đầu nhé. Israel dưới sự tấn công, lực lượng dân quân Liban hiện do một nhân vật quyền lực mới là Qasem dẫn đầu đã tiến hành một cuộc tấn công không khoan nhượng chỉ vài giờ sau khi được bổ nhiệm. Các vụ nổ làm rung chuyển các khu định cư và căn cứ quân sự ở miền Bắc Israel cho thấy rằng sự thay đổi lãnh đạo không hề làm suy yếu sự kháng cự, mà còn khiến nó mạnh mẽ hơn với cường độ khốc liệt mới. Trời và đất giờ đã trở thành chiến trường. Một máy bay không người lái của Israel, biểu tượng của ưu thế công nghệ, bị bắn hạ quyết liệt trong khi các cuộc tấn công tiếp tục tàn phá các vị trí chiến lược. Những người định cư và binh lính Israel ngỡ ngàng trước quy mô của cuộc tấn công, trong khi dân quân Liban khẳng định rằng kháng cự không chỉ tồn tại mà còn nguy hiểm hơn bao giờ hết. Biên giới phía Bắc, nơi từng được coi là biểu tượng của an ninh, đã trở thành chiến trường rộng mở chỉ sau một đêm. Tiếng vang của những vụ nổ vang lên như một lời nhắc nhở không thể lãng quên về dân quân Liban. Dưới sự lãnh đạo của Qasem, không mất một ngày nào để hành động. Sự lựa chọn Qasem là tín hiệu mà nhiều người mong đợi. Đó là sự xác nhận rằng sự thay đổi quyền lực không mang lại hòa bình, mà là sự gia tăng căng thẳng. Những giờ sau khi ông được bổ nhiệm, hàng loạt cuộc tấn công phối hợp diễn ra, không chỉ thể hiện quyết tâm của nhà lãnh đạo mới, mà còn cho thấy sự tiếp nối không ngừng nghỉ của kháng cự. Thứ ba bắt đầu với một cuộc tấn công chưa từng có. Tổng cộng 36 cuộc tấn công làm rung chuyển nền móng của Israel, nhắm vào các khu định cư và căn cứ quân sự chiến lược. Đây không phải là một cuộc tấn công đơn lẻ hoặc mang tính tượng trưng, mà là một lời tuyên chiến có tính toán kỹ lưỡng. Mỗi vụ nổ, mỗi tác động đều có mục đích rõ ràng, để chứng minh rằng lực lượng dân quân Liban mạnh mẽ và tổ chức hơn bao giờ hết. Tên lửa lao đi trên bầu trời với độ chính xác chết người, đánh trúng mục tiêu sâu bên trong lãnh thổ Israel. Những khu định cư trước đây dường như không thể xâm phạm, giờ lại trở thành mục tiêu dễ dàng. Từ sáng sớm, người dân Israel tỉnh dậy trong một thực tế tưởng chừng chỉ có trong ác mộng. Không còn nơi trú ẩn an toàn và kẻ thù đã gần hơn họ tưởng tượng. Một trong những cú đánh mạnh đầu tiên là vào Malot Tashiza, một khu định cư từng được cho là được bảo vệ tốt. Những người lính Israel vốn tin tưởng vào hệ thống phòng thủ của họ, không ngờ tới sự dữ dội của cuộc tấn công. Đòn tấn công đã hủy diệt. Tên lửa lao tới với độ chính xác tuyệt đối, biến một pháo đài kiên cố thành một bãi đổ nát đang bốc khói. Tiếng la hét của những người bị thương và tiếng sụp đổ của các tòa nhà vang lên trong không khí khi các phương tiện quân sự cố gắng tái tổ chức giữa hỗn loạn. Nhưng dân quân Liban vẫn chưa dừng lại. Mỗi bước đi đều được tính toán với chiến lược lạnh lùng, tháo dỡ từng lớp phòng thủ, cho thấy rằng sức mạnh của họ không chỉ giới hạn ở những cuộc đụng độ nhỏ lẻ gần biên giới. Cuộc tấn công không chỉ khuấy động mặt đất mà còn thống trị bầu trời. Một chiếc máy bay không người lái Omos 900, một trong những niềm tự hào công nghệ của Israel, đang bay qua miền Nam Liban để thực hiện nhiệm vụ trinh sát, tìm kiếm mọi dấu hiệu hoạt động thù địch. Nhưng chuyến bay đó, trông ấn tượng từ mặt đất, đã bị chặn đứng đột ngột. Trong một động tác nhanh gọn, dân quân Liban bắn hạ chiếc máy bay không người lái, khiến nó rơi xuống và bốc cháy, để lại một vệt khói đánh dấu sự kết thúc của quyền lực trên không. Sự triển khai của dân quân Liban không giới hạn ở một khu vực duy nhất. Ở khu định cư Rospina, các quả rocket cũng đánh trúng mục tiêu. Mọi người chạy tán loạn tìm nơi trú ẩn, trong khi các vụ nổ làm rung chuyển mặt đất với cùng sức mạnh như ở những khu vực khác ở phía Bắc. Những người định cư từng tin rằng họ được bảo vệ sau những rào chắn quân sự kiên cố của Israel giờ đối mặt với thực tế khắc nghiệt rằng kẻ thù không chỉ vượt qua biên giới, mà đã ngay trước cửa nhà họ. Hình ảnh những người định cư chạy giữa đống đổ nát từ những ngôi nhà bị phá hủy đã trở thành biểu tượng của tác động tâm lý mà dân quân Liban đã tạo ra trong vài giờ. Mỗi hoạt động đều được ghi lại và truyền tải, không chỉ để chứng minh hiệu quả quân sự mà còn như một dạng chiến tranh tâm lý. Các video ghi lại chi tiết cuộc tấn công vào Malot Tashiza và những cảnh tượng tan hoang sau đó, với các binh sĩ mất phương hướng giữa đống đổ nát. Dân quân Liban không để lại bất cứ chi tiết nào không hoàn chỉnh. Họ trình chiếu cảnh bắn hạ máy bay không người lái và phá hủy các phương tiện quân sự như thể mỗi hình ảnh là một phần của câu chuyện được dàn dựng cẩn thận để làm suy yếu tinh thần của Israel. Trong mỗi video, rõ ràng rằng sức mạnh công nghệ và quân sự của Israel không đủ để ngăn chặn bước tiến của sự kháng cự. Trong khi đó, lực lượng Israel cố gắng phản ứng, nhưng mọi hành động dường như đã được dự đoán trước bởi dân quân Liban, những người hiểu rõ địa hình và hành động với kỹ năng chiến thuật ấn tượng. Những phương tiện bị phá hủy, các căn cứ quân sự bị tấn công và thương vong gia tăng là bằng chứng cho thách thức mà họ phải đối mặt. Nhưng điều đáng lo ngại nhất với Israel không chỉ là thiệt hại vật chất, mà là thông điệp ẩn chứa trong từng hoạt động. Sự kháng cự không biến mất sau cái chết của thủ lĩnh cũ. Nó đã hồi sinh mạnh mẽ hơn dưới sự lãnh đạo của Qasem và thông điệp đó vang vọng khắp mọi ngõ ngách trong khu vực. Cuộc tấn công dữ dội đến mức trong chỉ một ngày, những khu định cư xa nhất ở phía bắc Israel cũng cảm nhận được sức ảnh hưởng của nó. Các tên lửa không phân biệt mục tiêu quân sự hay dân sự. Mỗi quả đều là một phần của chiến thuật rộng lớn hơn nhằm gây bất ổn. Tại Rospina, những người định cư nhìn với vẻ không tin nổi khi các tên lửa rơi gần nhà họ, trong lúc các xe quân sự cố gắng kiểm soát tình hình. Những hình ảnh lan truyền cho thấy sự hỗn loạn và hủy diệt, nhưng cũng là quyết tâm của lực lượng dân quân Liban mang cuộc chiến đến từng ngõ ngách của Israel.
Đến cuối ngày, lực lượng dân quân Liban không chỉ giành được chiến thắng về mặt chiến thuật mà còn cả ý nghĩa biểu tượng. Israel, với quân đội hùng mạnh và công nghệ tiên tiến, đã bị làm cho chao đảo bởi một nhóm mà dù phải chịu nhiều tổn thất trong những năm trước, vẫn thể hiện khả năng tái tổ chức và nắm vững địa bàn khiến nhiều quan sát viên ngạc nhiên. Trong những giờ tiếp theo, căng thẳng tiếp tục leo thang và bối cảnh trở nên u ám với Israel. Với mỗi cuộc tấn công, lực lượng dân quân Liban gửi đi một thông điệp rõ ràng. Sẽ không có nghỉ ngơi, không có đàm phán, chỉ có kháng cự. Sự tiến lên của lực lượng dân quân Liban dường như không thể ngăn cản, và với mỗi đợt tấn công mới, thông điệp gửi đến thế giới là rõ ràng. Dù Israel có bao nhiêu tài nguyên, công nghệ hay sức mạnh quân sự, sự kháng cự sẽ không dừng lại. Dưới sự lãnh đạo của Iqosem, lực lượng dân quân đã thể hiện khả năng thích nghi và một sự dữ dội không thể bị phớt lờ. Cái chết của lãnh đạo trước đây, thay vì làm yếu đi lực lượng, đã trở thành chất xúc tác cho một giai đoạn xung đột mới, thách thức công khai một trong những quân đội mạnh nhất khu vực. Trong bối cảnh mới này, câu hỏi mà nhiều người đặt ra không phải là liệu lực lượng dân quân Liban có thể bị đánh bại hay không, mà là Israel có thể chịu đựng cuộc tấn công dai dẳng này trong bao lâu. Biên giới phía Bắc không còn là một rào cản an toàn, và các cuộc tấn công vào các khu định cư đã phơi bày những điểm yếu của một quốc gia mà từ lâu được cho là bất khả xâm phạm trong khu vực đó. Giờ đây, dưới sự chỉ huy của Iqosem, lực lượng dân quân Liban đã chứng tỏ rằng kháng cự vẫn sống động và mạnh mẽ hơn bao giờ hết, nhấn mạnh rằng cuộc đấu tranh của họ không có ý định dừng lại. Israel đang gặp phải những vấn đề nghiêm trọng. Chúng ta cùng tổng kết lại nội dung này nhé. Chúng ta thấy tình hình Israel đối diện với cuộc tấn công từ lực lượng dân quân Liban dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo mới, Qasem. Chỉ trong vài giờ sau khi lên nắm quyền, Qasem đã thể hiện sức mạnh và sự quyết đoán bằng một chuỗi tấn công quy mô lớn vào miền Bắc Israel, nhắm vào cả khu dân cư và các căn cứ quân sự. Các cuộc tấn công đã phá vỡ hình ảnh an toàn của biên giới phía Bắc Israel, tạo ra tình trạng hoảng loạn và khủng hoảng. Động thái này không chỉ khẳng định sự tồn tại của lực lượng dân quân Liban mà còn cho thấy khả năng tổ chức và chiến thuật khôn ngoan. Trong bối cảnh chiến sự leo thang, Israel bị tấn công từ cả đất liền và trên không, cho thấy sức mạnh công nghệ vượt trội của Israel vẫn không thể ngăn chặn các cuộc tấn công chính xác của dân quân Liban. Việc bắn hạ máy bay không người lái Israel và phá hủy các căn cứ quân sự chủ chốt là minh chứng cho sự tinh vi và cứng rắn của dân quân Liban dưới quyền Qasem. Mỗi vụ tấn công không chỉ có giá trị quân sự mà còn là hình thức chiến tranh tâm lý, gây ảnh hưởng lớn đến tinh thần của cả quân và dân Israel. Cách lực lượng dân quân Liban tận dụng hiệu quả yếu tố tâm lý chiến để làm suy giảm tinh thần của Israel, đồng thời gửi thông điệp rằng kháng cự sẽ tiếp tục và không khoan nhượng. Cái chết của lãnh đạo cũ không làm lực lượng suy yếu, ngược lại trở thành động lực thúc đẩy sự phát triển của một giai đoạn xung đột mới và mạnh mẽ hơn. Điều này đặt Israel vào một tình thế khó khăn, không chỉ vì những thiệt hại vật chất mà còn do áp lực về tinh thần. Sự thách thức mà dân quân Liban đặt ra không chỉ là về mặt quân sự mà còn khiến Israel phải đối mặt với câu hỏi lớn, liệu khả năng phòng thủ của họ có thực sự vững chắc như từng nghĩ. Bên cạnh đó, sự thay đổi chiến lược lãnh đạo từ phía dân quân Liban với những kế hoạch tác chiến tinh vi và quyết liệt hơn là yếu tố nổi bật trong vấn đề này. Dưới quyền chỉ huy của Qasem, lực lượng dân quân cho thấy khả năng thích ứng nhanh chóng và triển khai các hoạt động kháng cự một cách hiệu quả. Từng bước tiến của họ dường như đã được lên kế hoạch tỉ mỉ, khiến cho bất kỳ phản ứng nào của Israel cũng đều trở nên yếu thế. Nói chung đây là một tình huống khẩn cấp và phức tạp mà Israel phải đối mặt khi sự kháng cự từ dân quân Liban đạt đến tầm cao mới về cả chiến thuật và quy mô. Điều này đặt ra những thách thức lớn cho Israel khi phải chống chọi với một lực lượng không chỉ có quyết tâm cao mà còn được tổ chức và lãnh đạo chặt chẽ, có khả năng duy trì và gia tăng áp lực trong thời gian dài. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại nội dung này. Cảm ơn bạn đã xem video. Hãy để lại bình luận và đăng ký ủng hộ kênh các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.